Xin chào các bạn, Happy Halloween các bạn. Mấy đứa nhỏ nhà mình đã xin được 3 cái rổ kẹo về tới nhà rồi các bạn. Mấy đứa nhỏ mệt quá rồi, đi ngủ rồi. Bây giờ giao lại cho mẹ nè. Đó, bây giờ mình sẽ thử vài viên kẹo mà mình thích cho các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ giao lại kẹo cho mẹ nè. Để mẹ sẽ thử cho các bạn xem nha. Đó, mình sẽ thử món kẹo nào, viên kẹo nào mà mình thích nhất thì mình sẽ ăn. Đó, mình sẽ thử món kẹo nào, viên kẹo nào mà mình thích nhất thì mình sẽ ăn cho các bạn xem. Hôm nay á, năm nay chứ là Halloween cho quá nhiều là kẹo luôn. Đó, mình thấy về cái mặt mình nó chưa giống Halloween lắm cho nên mình trang điểm nè các bạn. Đó, mình định vẽ hai trái dâu hai bên nhưng mà không thành hai trái dâu tại không có màu xanh, cho nên mình vẽ đỡ hai trái tim nha, tượng trưng cho hai trái dâu. Đó, đây hai hàng lông mày. Rồi, đã vẽ như vậy xong ha, bây giờ sẽ thử kẹo thôi. Đó, rồi cái hàng lông mày trang điểm quá mức luôn. Còn cái môi kìa, ôi đợt này á, ăn sao mà để cho khỏi trôi son nha các bạn. Đó, chứ nó dính son, son hơi dày nè. Nó dính son nhiều quá thì mình ăn vô không có tốt, khiếp. Đó, kẹo này là kẹo dừa với hạt hạnh nhân nè các bạn. Thích kẹo này, mình sẽ thử kẹo này nha. Xin mời các bạn, để mình mở ra mình mời các bạn nè. Wow, sô-cô-la. Hạt hạnh nhân ở đây nè các bạn. Đó, dễ thương ha. Mình sẽ thử viên kẹo này các bạn ơi. Hạt hạnh nhân nằm trong cái kẹo này. Đó, bây giờ sẽ bẻ ra thử nha. Ở trong nè. Dừa không là dừa. Ăn thử. Wow. Rất là ngon. Dừa này các bạn, béo, có sô-cô-la, đậm đà sô-cô-la luôn. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi giờ mình mới ăn lại cái kẹo này đó các bạn. Review ăn thử kẹo cho các bạn xem thì mới được ăn kẹo, còn mấy bữa mình thấy như thấy sợ ngọt quá không dám ăn. Bây giờ sẽ thử cho các bạn xem, cho nên mình ăn lại thấy rất là ngon các bạn. Bây giờ mình sẽ thử sô-cô-la em và em. Đó, mình sẽ thử nha. Sô-cô-la. Mình trang điểm cái mắt mình quá lố luôn các bạn. M&M. Ngon quá. Cái hộp kẹo này là trái cây, kẹo dẻo, chảy lên tờ giấy các bạn. Tí mình sẽ thử cho các bạn xem luôn. Để qua bên, kẹo đó ngày hôm qua mình đi Costco mình mua đó. Còn cái kẹo này là mấy đứa nhỏ xin hồi nãy đó, cách đây khoảng 3-4 tiếng, xin của mùa lễ Halloween. Quá dễ thương ha. Giờ tiếp tục thử cái kẹo này các bạn ơi. Đó, nhìn mình thiệt là dễ sợ. Hai cái má kìa, chưa bao giờ mà đỏ dễ thương như bây giờ. Quá chừng là quá sức luôn. Là thôi, không biết có dễ thương không nữa. Thôi, ăn đi. Nói sao ha. Rất là ngon. Trong này là bánh các bạn, bánh sốt. Ngon lắm. Wow. Hôm nay đi Halloween quá là vui luôn các bạn. Đi ra ngoài chỗ xin kẹo á, người nào người nấy cũng hóa trang cho mình cái mặt thấy sợ. Hồi nãy mình nhìn cái người kia con mắt lồi ra khỏi này, mình cứ tưởng đâu mắt người ta lồi thiệt, người ta làm sao mà giống y chang luôn các bạn. Còn cái miệng thì người ta vẽ làm sao mà y như mà rách lên tới đây nè, xong rồi lòi nguyên cả bộ răng ra, người ta vẽ xong mà giống y thiệt luôn. Mình nhìn mà rùng rợn, còn máu thì nhỏ 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 xuống dưới nè, không dám quay luôn á các bạn. Người ta thấy, người ta nhìn nhìn mình xong người ta đi nhanh quá, mình không kịp quay.
vui lắm. Đi ra ngoài có nhiều thứ vui thiệt. Đó, uống miếng nước nha, ăn ngọt quá. Thôi, mọi thứ mình thử một miếng thôi nha các bạn. Tại buổi tối rồi, ăn ngọt quá mình ngủ không được, cho nên mình ăn một miếng thôi, rồi thử tiếp. Kẹo ở đây, ở Mỹ thì rất là dư. Mùa Halloween lúc nào cũng dư kẹo các bạn. Kẹo thì người ta cho nè. Kẹo thì mình mua về để mình phát cho mấy đứa trẻ mà mình mắc đi xin kẹo, cho nên mình còn để hai bao kẹo ở nhà đó các bạn. Thêm bịch này nữa nè. Đó, mình sẽ ăn thử cái bịch kẹo trái cây này ha. Kẹo này. Đó, kẹo này là kẹo trái cây. Ăn thử luôn ha. Ăn thử nó như thế nào. Thêm mấy đứa nhỏ nhà mình hay ăn. Đó, nó kéo ra trải trên tờ giấy giống như là mứt vậy các bạn ơi. Nè. Đó. Để xem vị gì nha. Chua chua. Vị xoài với vị dâu các bạn. Đó. Nhìn ngon ha. Ăn giờ đi. Rất là ngon. Wow, cái kẹo này ăn đỡ ớn các bạn. Ăn nó không có ngọt. Kẹo kia nó quá ngọt đi. Kẹo này ngon nè. Wow. Quá tuyệt vời. Hàng gì mấy đứa nhỏ nó ăn mà mình thấy mình không dám thử. Bây giờ mới thử cái kẹo này lần đầu tiên nè các bạn. Chắc bữa nào mua ngồi làm video cho các bạn xem, cái mình ngồi mình nhâm nhi mình ăn. Chắc vui lắm. Chua. Dính răng rồi. Nó rất là dẻo các bạn. Dẻo. Hai màu, một màu vàng là xoài, một màu đỏ là dâu. Đó. Ngon quá. Dài mấy mét ha. Chắc là 1 mét đó các bạn ơi. Chừng này chắc 1 mét á. Mà cái kẹo nó mỏng, nó vừa vặn. Mình ăn nó ngọt vừa thôi, rồi chua chua, thơm vị trái cây. Ăn hết cái thanh kẹo này luôn các bạn. Ngon. Quá ngon luôn các bạn. Hợp ý mình. Chua. Chua nhiều hơn ngọt đó. Khoảng bao nhiêu phần trăm chua ha? Khoảng 70% là chua đó. Còn chút xíu ngọt ha. Mà nó ngon. Ăn nó không có ớn. Nó kẹo ngọt ăn mau ớn các bạn. Halloween năm nay. Halloween năm nay vui lắm các bạn. Mình cảm thấy rất là vui tại trời không có mưa. Trời rất là ấm áp. Để sẵn chai nước nè. Ăn hết luôn ha. Ngon quá. Bữa nào ra chợ mua kẹo này về ăn tiếp các bạn ơi. Ngon. Uống nước vô cho nó đỡ dính ra.
ngon quá. Lâu lâu mới được làm một ngày tuổi thơ. Còn cái này là kẹo mút nè. Kẹo mút thì còn kẹo này á, thì ở trong giống như một loại bánh sốt các bạn. Đó, mình sẽ thử một miếng luôn nha, xem có ngon không. Mời các bạn, mời các bạn. Rồi để mình ăn thử nha. Ngọt quá, ăn sợ dính mùi son các bạn. Mùi son quá, tô nhiều quá, ăn sợ dính vô kẹo. Cho nên ăn né cái môi. Ngon lắm nhưng mà ngọt. Rồi, mình thử miếng thôi nha. Còn rất là nhiều kẹo. Còn cái kẹo nào đặc biệt mà mình chưa thử nữa không? Kẹo này kẹo gì trong cái hộp ngộ ta? Wow, cái kẹo gì nhỏ nhỏ vậy? Các bạn. Đó, kẹo giống như kẹo vitamin chua chua chắc. Chua lắm á. Giống như thuốc cốm á các bạn. Thuốc cốm mà để tiêu á, để mình ăn, để tiêu thức ăn. Chua chua, the the. Chua nhiều hơn là ngọt. Rồi, bỏ vô lại. Ăn không hết đâu. Chua quá. Ăn vô trong nó chua. Wow, kinh khủng quá. Chua rồi nó hôi một cái vị trái cây gì mà nó hôi quá. Ăn gần hết cái kẹo đó mới tỏa cái mùi ra. Cái kẹo gì mà cái mùi khó chịu quá chừng. Còn đây, đây là kẹo gum be chắc, gummy be. Người ta làm sao đây? Nhẫn các bạn, đó, tròn tròn giống chiếc nhẫn luôn. Ăn thử ha. Wow, cái này để lên đây chắc đẹp lắm ạ. Thôi, cái này dính màu son rồi, mình vừa để em cái là dính màu son thôi. Bỏ lấy cái khác. Đây. Viên màu hồng ha. Đó, thử viên màu hồng thôi các bạn. Giống như kẹo gummy bear, kẹo dẻo đó. Ngon. Mùi trái cây, mùi trái mâm xôi đỏ, nghe mùi là biết liền. Rất là ngon. Thôi, mình thử trái cây tới đây thôi nha các bạn. Bây giờ cũng khuya rồi. Cái đầu tóc của mình nè. Đó, khuya như vậy mà ai nhìn mình thử có giật mình không. Giật mình mà ngã xuống là coi như mình chịu trách nhiệm hết. May phước là nhà mình ngủ hết trơn rồi. Bây giờ chỉ còn mình ngay mình nhìn vô gương là mình giật mình xỉu. Khỏi cần ngủ luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ kẹo ra. Wow, ngon chưa? Nhiều quá, kẹo chừng này không biết ăn bao giờ cho hết nha. Này đổ ra luôn. Mấy đứa nhỏ. Đó, mấy đứa bé nhà mình nè, nãy đi Halloween nè, có chụp hình nè, đó. Mình cũng có chụp nữa. Chui vô trong cái nhà chụp hình á, chụp mỗi đứa mỗi tấm, không biết các bạn có thấy rõ không? Mấy mẹ con chụp được chừng này đây. Rồi, cất để làm kỷ niệm. Rồi đổ nguyên cái thùng kẹo này ra luôn nha. Wow. Hồi nhỏ ước gì mà mình có được nhiều kẹo như thế này. Hồi nhỏ mình rất là mê ăn kẹo các bạn. Mê lắm. Không có kẹo ăn á, lấy đường cục đó các bạn, giả làm kẹo ăn. Cái ngậm trong miệng, ngậm trong miệng cái tưởng tượng là kẹo nhưng mà là đường đen, hồi xưa gọi là đường tán đen đó. Bây giờ thì kẹo ở Mỹ thì rất là nhiều,
Nhưng mà lớn rồi mình hết có muốn ăn như lúc nhỏ rồi các bạn ơi. Lúc nhỏ thích ăn thì không được ăn. Còn bây giờ già rồi, chứ không phải lớn nữa. Hết sức để ăn kẹo rồi. Chỉ còn sức review kẹo cho các bạn xem thôi. Đó. Thử mỗi cây kẹo một chút xíu ha. Ngọt quá, tối đi ngủ sợ mấy con sâu nó vô nó thăm mấy cái răng, cho nên mình ăn bớt lại. Nếu mà ban ngày á, mình sẽ thử kẹo nhiều hơn cho các bạn xem nha. Đó các bạn, đó các bạn, đó các bạn. Hôm nay Halloween rất là vui nha các bạn. Hôm nay mình cũng hơi hài hài chút xíu. Wow, các bạn ơi, hôm nay quá nhiều là kẹo luôn. Nhiều nhất trong những năm mà mình ở Mỹ mình đi xin kẹo đó các bạn. Đó, không biết năm này có duyên rồi sao á, đi quay phim cho các bạn xem lại được người ta cho kẹo mà cái cậu bé kia cho mà hốt lần dùng hai tay hốt mà hốt lần 2-3 nắm cho vô một cái là gần đầy cái giỏ xin kẹo luôn các bạn. Đó, cho nên hôm nay mình có rất là nhiều kẹo để review cho các bạn xem nè. Quá thương luôn ha. Thì Halloween, mùa Halloween hôm nay đã tới và sắp hết rồi. Còn có 1-2 tiếng nữa là qua ngày hôm sau là sẽ hết mùa Halloween. Thì Halloween năm nay mình xin chúc cho các em nhỏ nè, các bạn nè, thiệt là vui vẻ ha. Nhiều thành công, rồi nhiều sức khỏe. Rồi, hôm nay như vậy thôi ha. Cái đầu tóc của mình nè, đó, có tóc đen ở trong nè, núp ở trong nè. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Mình đi ngủ đây các bạn ơi. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.